chỉ cách lươn lẹo khi đi siêu thị, chàng trai bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc. Chuyện chia sẻ mẹo đi chợ, đi siêu thị mua đồ sao cho tiết kiệm là chủ đề được rất nhiều người quan tâm và cũng đã không ít người chia sẻ về điều này. Tuy nhiên, đó là những mẹo không gây ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ một người nào khác. Còn nếu chia sẻ theo cách lươn lẹo như chàng trai dưới đây thì lại nhận về vô vàn gạch đá. Không những không được ủng hộ mà còn được coi là khôn lỏi một cách trơ trẽn. Theo đó, một chàng trai đã đi siêu thị và quay lại clip hướng dẫn làm sao để mua trứng sô-cô-la, nhưng giá thì chỉ rẻ bằng trứng gà. Trong video, người này đã lấy một vỉ gồm 10 quả trứng gà, sau đó bỏ toàn bộ trứng ra ngoài. Tiếp theo, lần lượt cho những quả trứng sô-cô-la vào để thay thế. Lúc này, thanh niên kia đã có một vỉ trứng mới với vỏ ngoài có in giá của trứng gà, nhưng bên trong thì lại toàn là sô-cô-la, có giá cao hơn rất nhiều. Đến công đoạn tính tiền, chàng trai này đã may mắn qua mắt được nhân viên siêu thị bởi vì trứng đã được bọc kín như cũ. Hơn nữa, vỉ không được làm trong suốt nên nhân viên khó có thể biết được bên trong là thứ gì. Chứng kiến cảnh tượng này, cư dân mạng đã thi nhau lên án chỉ trích hành động của thanh niên là quá khôn lỏi. Dù chưa rõ đây là thật hay là chỉ dàn dựng để ghi hình, nhưng chia sẻ video như vậy có thể ảnh hưởng không tốt tới một bộ phận người xem. Một quả trứng sô-cô-la đắt ngang ngửa một vỉ trứng đấy ạ, khốn như vậy rồi ai bù lỗ cho nhân viên của người ta. Làm như này chỉ tội mấy bạn bán hàng, khi có tiền lương còn không đủ đèn do mất hàng ấy chứ. Quay như vậy là diễn thôi, nhưng mà vô hình chung làm cho những người khác bắt chước theo thì hành động này rất là đáng lên án. Hiện thì clip này vẫn đang nhận về rất nhiều những phản hồi khác nhau. Bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!